Đến thời điểm hiện nay, huyện Bắc Bình vẫn giữ được sắc xanh trên địa bàn là một nỗ lực đáng ghi nhận. Chính vì vậy, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vào địa phương, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, thì bên cạnh những biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương đề ra, việc nâng cao ý thức của người dân ở địa bàn trong công tác phòng chống dịch được xem là liều thuốc cao nhất phù hợp với tình hình của huyện ta hiện nay. Nâng cao ý thức trước hết là việc chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Mỗi người dân cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua những việc làm đơn giản, thiết thực. Đó là việc tự giác thực hiện khai báo y tế khi đi và về, thực hiện cách ly nếu thuộc diện quy định, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch của chính quyền các cấp, nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ mình với việc luôn đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn, diệt khuẩn, kịp thời phản ánh những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 qua số điện thoại, đường dây nóng và các cơ quan chức năng ở địa phương. Khi thực hiện những việc này, trước hết, mỗi người đã tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình mình, đồng thời cũng thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân trước mối nguy cơ lớn từ đại dịch. Ý thức của người dân còn thể hiện ở sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, ở việc chấp hành tốt các quy định tạm thời thực hiện biện pháp hành chính, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân còn là sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh. Bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, mỗi người còn có ý thức không chia sẻ, đăng lại hay cổ suý những thông tin sai lệch, bài viết không được kiểm chứng, hình ảnh giả mạo trên các trang mạng có thể tác động đến tâm lý, gây hoang mang xã hội. Thay vì nghi ngờ, phán xét, chê bai, phản ứng, mỗi cá nhân bằng những việc làm phù hợp với khả năng, điều kiện của mình, hãy chung tay góp sức cùng xã hội trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch này, ý thức của mỗi cá nhân hết sức quan trọng, chẳng khác nào như vaccine sớm ngừa COVID-19.